Sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi trưa ngày 6 tháng 2 năm 2020. Thì rất hân hạnh chúng tôi đón gia đình anh Loan Ngọc tại Đỗ Sơn Thanh Ba. Anh về ký nhận của chúng tôi một chiếc sập ngũ phúc và một chiếc kệ tivi gỗ hương. Đây, trên hình quý vị đây, hiện tại là anh đang ký duyệt phần mộc của sản phẩm đây. Đây là tôi xin giới thiệu, đây là chiếc sập ngũ phúc có kích thước 1m6 x 2m. Để được chạm theo mẫu mẫu phúc chân tùng lọc. Sản phẩm này hiện tại chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện xong phần mặt, thì anh ạ duyệt trước phần quay sập. Toàn bộ sản phẩm này được chạm theo lối ngũ phúc cổ rất là đẹp và sắc nét. Thì đây anh khách hàng này cũng được những người khách hàng cũ của chúng tôi giới thiệu đến. Đây là hình ảnh chi tiết của chiếc sập, mọi người có thể xem và tham khảo. Toàn bộ đường nét được chạm rất là sắc sảo và tinh tế, được vào giữa và đôi bàn tay của những người thợ hàng đầu của cơ sở tôi. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới số điện thoại trên hình 0957 510 086 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chúng tôi chuyên cung cấp và sản xuất các loại sập thờ, sập ngồi cũng như là bàn ghế phòng khách, nội thất trong nhà. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video clip này. Mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Hôm nay thì là ngày 6 tháng 2 năm 2020. Và đây là hình ảnh của gia đình anh Loan Ngọc tại Đỗ Sơn Thanh Ba. Xin chào mọi người.